Điểm nóng thế giới trong 24 giờ qua xoay quanh Đông Âu Ukraine tung dàn tăng Abrams của Mỹ, đánh sập cứ điểm, phản công Nga trên mặt trận Donetsk Rộ tin Anh huấn luyện binh sĩ Ukraine trước cuộc tấn công vùng Kursk của Nga Dân vùng biên giới Nga vui mừng khi gặp lính Ukraine, thừa nhận sự thật khiến Điện Kremlin xấu hổ Putin bị tê liệt bởi cuộc tấn công phủ đầu của phương Tây vào Nga Các đồng minh thân cận nhất đã phản bội Putin khi Ukraine đưa quân đánh vào Kursk Ukraine ký kết an ninh 100 năm với thành viên lớn trong NATO để ngăn chặn Nga. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Kính thưa quý vị, quân đội Ukraine đã sử dụng xe tăng chiến đấu M1 Abrams do Mỹ viện trợ để tập kích một cứ điểm của Nga tại tiền tuyến Donetsk. Theo Defense Express, ngày 16 tháng 8, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội triển khai xe tăng Abrams để tấn công một cứ điểm của Nga ở gần thành phố Bogrod, vùng Donetsk. Xe tăng này được vận hành bởi lữ đoàn cơ giới độc lập số 47. Đại diện lữ đoàn số 47 cho biết, xin cảm ơn các đơn vị trinh sát về những hình ảnh rõ nét. Đợt tập kích bằng xe tăng Abrams đã làm giảm sức ép cho binh lính Ukraine trong khu vực. Dù đã cam kết chuyển giao 31 xe tăng M1 Abrams cho Ukraine từ đầu năm 2023, nhưng các xe tăng này chỉ mới xuất hiện trên tiền tuyến kể từ tháng 2 năm nay. Báo cáo của trang theo dõi quân sự Oris tiết lộ, các xe tăng của Mỹ đang thể hiện không tốt trong thực chiến và Ukraine đã mất 11 chiếc Abrams trong thời gian qua. Trên thực tế, loại xe tăng Abrams được Washington gửi tới Ukraine là phiên bản cũ M1A1 thay vì M1A2 như dự kiến. Các xe tăng mà Kiev nhận được cũng không có đủ công nghệ như phiên bản của Mỹ, bao gồm việc thiếu lớp giáp uranium nghèo. Sau cái đầu không mấy ấn tượng, quân đội Ukraine hiện sử dụng xe tăng Abrams như những hệ thống pháo tầm xa nhắm vào các cơ sở tập trung nhân lực và thiết bị của đối thủ. Độ tin Anh huấn luyện binh sĩ Ukraine trước cuộc tấn công vùng Kursk của Nga. Tờ The Times đưa tin quân đội Ukraine tham gia vào cuộc tấn công của lực lượng Kiev vào vùng Kursk của Nga đã được các chuyên gia quân sự Anh huấn luyện trong vài tuần trước khi thực hiện cuộc tấn công bất ngờ. Vào ngày 6 tháng 8, lực lượng Ukraine đã phát động cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ cuộc xâm lược do Nga phát động vào tháng 2 năm 2022. Cuộc tiến quân vào vùng Kursk đã bị quân đội Nga nhanh chóng ngăn chặn. Nhưng quân đội Kiev vẫn nắm giữ một số khu định cư. Tờ báo Anh tuyên bố trong một bài viết hôm 16 tháng 8 rằng Kiev đã sử dụng một số máy bay chiến đấu thiện chiến nhất của Ukraine được lấy từ các khu vực khác của tiền tuyến trong cuộc tấn công. Một quân nhân Ukraine người đã nói chuyện với tờ The Times từ dân bệnh sau khi bị thương trong cuộc đụng độ ở thị trấn biên giới xa của Nga cho biết đơn vị của anh ta đang bảo vệ Volshen ở vùng kha cấp của Ukraine thì được thông báo rằng hôm nay chúng ta sẽ tấn công Nga. Theo bài báo, các thành viên của đội này đều là chuyên gia chiến đấu trên đường phố, từng tham gia vào một số trận chiến động máu nhất trong cuộc chiến, bao gồm cả cuộc chiến giành lại cô định cư chiến lược Aptivka ở Donetsk, nơi quân đội Ukraine đã đầu hàng vào tháng 2. The Times đưa tin rằng, một tháng trước khi họ điều động đến Kursk, một số thành viên trong đơn vị đã được gửi đến Anh để trải qua vài ngày huấn luyện cùng với binh lính Anh. Trọng tâm chính của khóa đào tạo này là các cuộc tấn công vào các tòa nhà cao tầng, Bài viết tiết lộ, các quan chức phương Tây đã ca ngợi và lên tiếng ủng hộ việc Ukraine tấn công vào vùng Kursk, nhưng phủ nhận mọi sự liên quan tới chiến dịch. Tuy nhiên, Mikhail Bolodyak, cố vấn hàng đầu của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, tuyên bố hồi đầu tuần rằng đã có những cuộc thảo luận giữa các lực lượng đối tác không phải ở cấp độ công khai về cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Dân vùng biên giới Nga vui mừng khi gặp lính Ukraine thừa nhận sự thật khiến Điện Kremlin xấu hổ. Một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy hai cư dân xe ở vùng Kers đang đi mua sắm trong một cửa hàng. Theo Caesar.net đưa tin, những người Nga này khẳng định rằng họ không trốn dưới tầng hầm mà sống trong nhà và cảm thấy khá bình yên. Cư dân Russia nói, họ nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm phiền, hãy sống bình yên, mọi thứ đều ổn cả. Mới đây, Ukraine đã đề nghị giúp người Nga di tản khỏi các khu vực biên giới đang xảy ra chiến tranh kể từ khi Kiev bất ngờ tấn công vào lãnh thổ Nga vào tuần trước. Trong bài đăng trên Telegram vào tối thứ tư, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết, do tình hình nhân đạo có thể xấu đi ở các vùng lãnh thổ lân cận ở khu vực Kursk thuộc Liên bang Nga, Ukraine phải sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn Nga. Vereshchuk, người cũng là bộ trưởng tái hòa nhập các khu vực do Nga chiếm đóng, đã thông báo rằng bộ của bà đã mở đường dây nóng 24 giờ cho dân Kurs, những người cần viện trợ nhân đạo hoặc muốn sơ tán đến Ukraine. Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng, bài đăng của bà được viết bằng tiếng Nga để người dân Kurs có thể hiểu được, đồng thời cung cấp số điện thoại và địa chỉ email cho những người tìm kiếm sự hỗ trợ. Putin bị tê liệt bởi cuộc tấn công phủ đồng của phương Tây vào Nga Chiến dịch táo bạo của Kiev ở Kursk đã làm thay đổi cuộc chiến rộng lớn hơn theo những cách chưa được đánh giá đầy đủ. Trong 6 tháng, các đồng minh của Kiev đã chần chừ khi Ukraine mất đi lợi thế chiến lược mà họ nắm giữ vào đầu cuộc chiến với cả thủ đô phương Tây cắt giảm vũ khí mà Kiev nhận được. Sau đó, khi phương Tây cuối cùng cũng cung cấp, họ đã hạn chế nơi và cách họ có thể triển khai, tạo ra một kịch bản vô lý trong đó, Nga có thể chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới chỉ cách biên giới Ukraine vài dặm với các tướng lĩnh của Tổng thống Zelensky không thể tấn công vào họ. Tuy nhiên, phương Tây đã nới lỏng, còng tay một cách chậm rãi và giờ là đột ngột. Vào tháng 5, họ đã cho phép sử dụng vũ khí của mình để tấn công các mục tiêu trên đất Nga. Sau đó, vào tuần trước, họ đã ngầm chấp thuận cho chiến dịch này vào Nga, nơi đã chứng kiến 1.000 km vuông rơi vào tay Kiev. Chúng ta biết điều này đã được bật đèn xanh vì không có báo động nào khi Kiev đưa xe tăng, bao gồm cả xe tăng Challenger 2 của Anh, vào các cánh đồng của Kursk Oblast, địa điểm diễn ra trận chiến xe tăng lớn nhất trong lịch sử trong Thế chiến thứ hai. Thủ tướng Estonia, Ryszard Mishan, đã đi xa hơn khi đích thân chúc may mắn cho những người lính Ukraine. Sự táo bạo của phương Tây đã biến đổi thực tế quân sự và chính trị. Về mặt quân sự, chiến dịch này đã buộc Moscow phải rút hàng nghìn quân khỏi mặt trận ở Ukraine, nơi mà sau một số cuộc giao tranh đẫm máu nhất mà châu Âu từng chứng kiến trong 80 năm, họ đã hy sinh hàng chục nghìn người để đánh chiếm cùng một lượng lãnh thổ mà Kiev đã chiếm được ở Nga chỉ trong hơn một tuần. Điện Kremlin hy vọng việc duy trì áp lực sẽ tạo ra một bước đột phá quyết định. Với việc quân đội và vũ khí phòng thủ hiện đã được rút đi, điều đó sẽ rất khó khăn nếu không muốn nói là không thể quan trọng hơn nữa và không được nhiều nhà bình luận đánh giá cao là thực tế điều này sẽ cản trở nga trong suốt phần còn lại của cuộc xâm lược để ngăn chặn các cuộc xâm lược đáng xấu hổ trong tương lai vladimir putin sẽ buộc phải chuyển người và vật tư đến các khu vực khác của biên giới nga với ukraine như một biện pháp bảo vệ một lần nữa làm giảm bớt các nguồn lực mà ông có ở tiền tuyến về mặt chính trị cả bên trong và bên ngoài nước nga hoạt động này cũng có những hậu quả sâu rộng ở nước ngoài, những lời bàn tán thì thầm ở phương Tây về lệnh ngừng bắn và đàm phán đã chấm dứt. Theo vào đó là những cuộc trò chuyện về các giấy phép và giao vũ khí mới cho Ukraine. Chỉ đến hôm nay, các cuộc đàm phán với chính quyền Joe Biden về việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine mới được cho là đang trong giai đoạn nâng cao. Tuy nhiên, quan trọng hơn, trận chiến đã thay đổi cuộc tranh luận trong nội bộ Moscow. Điện Kremlin không thể lập luận thêm về việc đóng băng tiền tuyến như cái giá phải trả để tham gia đàm phán lại. Vì làm như vậy sẽ khiến Kiev giữ được lãnh thổ trong biên giới của chính nga. Nếu Kiev có thể giữ lại chỉ vài chục dặm, Putin không thể kêu gọi chấm dứt chiến tranh giờ hiện tại. Vì lý do đó, chúng ta không nên ngạc nhiên nếu hoạt động này kéo dài lâu hơn nhiều so với dự đoán của nhiều người. Tất cả những điều này diễn ra trước khi người ta thậm chí cần nhắc đến sự báo động ở Điện Kremlin về thực tế rằng không giống như ở Ukraine khi người nga đến có rất ít sự phản kháng của công dân Nga đối với những cuộc xâm nhập này. Tương tự như vậy, phải có một mối quan ngại sâu sắc rằng nhiều binh lính Nga bị giết hoặc bị bắt ở Kursk là những người lính nghĩa vụ được cho biết rằng họ sẽ không bao giờ phải chiến đấu ở Ukraine. Theo vào đó, chiến tranh đã đến với họ, gây ra nguy cơ bất ổn dân sự. Ông Putin gọi cuộc xâm lược toàn diện của ông vào Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Không phải vậy, cuộc xâm lược này của Ukraine chắc chắn là như vậy và xét đến việc thời gian mà Moscow phải đánh bại Kiev trong năm nay đã khép lại, thì giờ đây Zelensky là người có gió trong bờm được hỗ trợ cuối cùng. Bởi những người đồng cấp phương Tây của ông sẽ giúp Ukraine đến chiến thắng. Các đồng minh thân cận nhất đã phản bội Putin khi Ukraine đưa quân đánh vào Kursk. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không nhận được một lời ủng hộ nào liên quan đến cuộc tấn công của lực lượng vũ trang truyền ở vùng Kursk từ bất kỳ quốc gia nào mà Điện Kremlin coi là thân thiện, ngoại trừ chế độ của Bashar al-Assad ở Syria, nơi Liên bang Nga đã giúp duy trì quyền lực. Tờ The Moscow Times viết, thậm chí cả Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng đang cố gắng luận lách chỉ giới hạn bằng những tuyên bố rằng ông ta ủng hộ hòa bình nhà độc tài belarus lưu ý rằng ông ta sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân chừng nào biên giới của nhà nước liên minh chưa bị xâm phạm trong khi đó biên giới đã bị vượt qua về liên bang nga bao gồm cả vùng Kursk, là một phần của liên minh này các quốc gia khác là thành viên của liên minh quân sự thân nga tổ chức hiệp ước về an ninh tập thể csto không bình luận về các sự kiện diễn ra ở khu vực Kursk, bao gồm armenia kazakhstan kyrgyzstan và tajikistan chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vấn đề này. Trung Quốc, nước mà các quan chức điện Kremlin liên tục nói về quan hệ đối tác chiến lược, chỉ phản ứng với cuộc giao tranh gần Kex vào ngày 12 tháng 8, tức là một tuần sau khi bắt đầu cuộc tấn công của dược truyền và chỉ giới hạn ở một tuyên bố về việc theo dõi tình hình hiện tại. Đáp lại yêu cầu của giới truyền thông bình luận về tình hình ở vùng Kex, bộ ngoại giao Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên tuân thủ những nguyên tắc làm dịu tình hình. Như The Moscow Times đã đưa tin trước đó, ban thư ký CSTO tuyên bố rằng Liên bang Nga không đưa ra yêu cầu hỗ trợ liên quan đến cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kursk. Họ lưu ý rằng họ có ý định theo dõi diễn biến của tình hình. Ukraine ký kết an ninh 100 năm với thành viên lớn trong NATO để ngăn chặn Nga. Ukraine đã chính thức bắt đầu đàm phán về quan hệ đối tác kéo dài một thế kỷ với một trong những đồng minh quân sự trung thành nhất của mình và tin rằng những thỏa thuận có tầm nhìn xa như vậy là cần thiết để bảo vệ biên giới của đất nước khỏi sự xâm lược trong tương lai. Và thứ ba, văn phòng tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo rằng Ukraine đã tổ chức phong đàm phán đầu tiên với vương quốc Anh về việc hoàn tất thỏa thuận song phương về quá trình chuyển đổi quan hệ sang đối tác mạnh mẽ và sâu sắc hơn. Các cuộc đàm phán được dẫn đầu bởi chánh văn phòng tổng thống Andrew Jermatt, người đã cảm ơn phương quốc Anh vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ của họ kể từ cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Ông Jermatt nói, Chúng tôi biết ơn người dân, chính phủ và quốc hội của các bạn vì sự giúp đỡ và lãnh đạo mà chúng tôi đã nhận được kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Anh là nước đầu tiên ký thỏa thuận an ninh với Ukraine và giờ đây là nước đầu tiên làm việc trên một văn kiện lịch sử về 100 năm quan hệ đối tác. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để bình luận về quan hệ đối tác này, cũng như với Bộ Ngoại giao Ukraine và Vương quốc Anh để biết thêm thông tin chi tiết về tài liệu này. Quan hệ đối tác kéo dài 100 năm được thảo luận giữa Ukraine và Ngoại trưởng Anh, khi đó là David Cameron, trong chuyến thăm Kiev vào tháng 5, sẽ dựa trên thỏa thuận hợp tác chính trị, thương mại tự do, và quan hệ đối tác chiến lược năm 2020 và thỏa thuận hợp tác an ninh năm 2024 của cả hai bên. Thỏa thuận sau được ký vào tháng 1, chính thức hóa cam kết của Vương quốc Anh trong việc liên tục cung cấp cho Ukraine các thiết bị và đào tạo cần thiết để ngăn chặn và phòng thủ trước các cuộc tấn công trong tương lai và được chính phủ Vương quốc Anh mô tả là bước đầu tiên trong việc phát triển mối quan hệ đối tác vững chắc cao dài hàng trăm năm giữa Ukraine và Vương quốc Anh. Theo văn phòng tổng thống, ông Chermak nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ liên tục của đất nước là cần thiết để côi phục hòa bình công lý và ngăn chặn hành động xâm lược mới chống lại Ukraine. Và nói, chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán sẽ thành công để văn kiện lịch sử này sớm được Tổng thống Ukraine và Thủ tướng Anh ký kết. Theo văn phòng Tổng thống, ông Chermak nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ liên tục của đất nước là cần thiết để khôi phục hòa bình công lý và ngăn chặn hành động xâm lược mới chống lại Ukraine. Và nói, Chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán sẽ thành công để phân kiện lịch sử này sớm được Tổng thống Ukraine và Thủ tướng Anh ký kết. Theo Viện Kiều, Vương quốc Anh là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine quan trọng nhất trong suốt cuộc chiến, chỉ đứng sau Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Đức về tổng mức hỗ trợ của chính phủ. Vào giữa tháng 7, Tổng thống Zelensky đã đến thăm Vương quốc Anh và ngồi nói chuyện với Thủ tướng mới đắc cử Keir Starmer. Tại cuộc gặp, Ông Zelensky đã cảm ơn đất nước vì sự ủng hộ mà ông cho biết đã nhiều lần giúp chúng tôi bảo vệ tự do và dân chủ tại Ukraine và hỗ trợ rất nhiều cho người dân Ukraine. Sau cuộc họp, Chính phủ Anh cho biết rõ ràng là cuộc chiến ở Ukraine đã trở thành cuộc chiến sản xuất công nghiệp. Chính phủ và ngành công nghiệp đoàn kết trong cam kết chung của chúng tôi đối với Ukraine và bằng cách hợp tác với nhau. Chúng tôi đang đặt nền tảng cho quan hệ đối tác kéo dài 100 năm của mình tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.